Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta gặp nhau phần 5 trên 6 của bài 20. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các cái đoạn đàm thoại và bài văn ngắn. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha. Chúng ta có đoạn đàm thoại thứ nhất. À, chủ đề là Tha Biên là. Tha Biên là anh ấy bệnh rồi. À, trước hết mình sẽ đọc và giải thích nghĩa. Sau đó mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xèo quảng, trời chỉ thiên, nì khan chen xèo sẵn ma trời <laughs> chị thiên thì khan chen xèo sẩn là mà bạn vương à mấy hôm nay trời chị thiên là mấy hôm nay thì khan chen xèo sẩn là mà bạn có trông thấy bạn trần không bạn có trông thấy bạn trần không tha biên là trú trai y duyên lị tha biên là bạn ấy bị bệnh rồi trú trai y duyên lị đang sống trong bệnh viện tức là đã nhập viện rồi trú trai y duyên lị mình cũng có thể nói là trú là cũng được Sắm biên sư sắm sở trú Sama <laughs> biên bệnh gì? Sư sama sư hô chú yên ta. Nhập viện hồi nào vậy? Câu hỏi cái mốc thời gian trong quá khứ luôn có ta ở cuối câu. Ta. Sama biên tức là tha tở là sama biên. bạn ấy bị bệnh gì ấy? Lãnh quầy diễn, bị viêm ruột thừa. Sư sang cơ sinh si thiên chú yên ta. Sư sang cơ thiên chú yên ta. nhập viện hồi chủ nhật từng trước. Sinh si thiên là chủ nhật. Sang cơ sinh si thiên là chủ nhật từng trước cho mấy cho sầu cho sầu su là phẫu thuật cho mấy cho sầu su có phẫu thuật chưa cho ừ, là phẫu thuật rồi của mình suy khan khan tha hảo má chúng ta đi thăm bạn ấy được không hảo ừ, được xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha tha biên là xe quản tre chỉ khan chen là ma tha là trú tại y 什么病？是什么时候住院的？阑尾炎是上个星期天住院的。做没做手术？做了。我们去看看他好吗？好。我们来呢，小王。这几天你看见小陈了吗？

ở một nhà báo đăng ký y gia báo gia đây là cưa thôi. Tôi ở một tòa soạn báo rồi mới tăng chi trở là làm phóng viên. Như vậy là tôi làm phóng viên ở một tòa soạn báo. Xin mời mọi người nghe mình giải thích trước. Xe quán ní họ, hảo chiều bố là. Xe quán ní họ, hảo chiều bố chí là. chào xe quán, chào bạn Vương. Lâu rồi không gặp, hảo chiều bố chí là. xưa, vâng, Nì sen Nì cũng có thể nói là sen chai nì Bây giờ bạn à, Sen nì cho sầm Bây giờ bạn làm công việc gì Tức là bạn làm nghề gì Ở y bao Tăng chi trở y bao Tăng chi trở Tôi làm phóng viên ở một tòa soạn Nì còn bạn sư, là

tôi đã bỏ cái công việc cũ sửa là từ bỏ tăng là chi trợ và làm phóng viên tăng là chi trợ tăng chi trợ dĩ tiên hành dỗ ba tăng chi trợ ý tiên hành dỗ ba làm phóng viên thì nhất định là rất là tự do phải không chắc là rất tự do phải không tăng chi trợ ý tiên dỗ ba chi trợ công cho y sơ công cho hẳn y cái công việc của phóng viên thì rất là thú vị tan trùng sư hành mạng tan đây là tan sư có nghĩa là nhân trùng xưa là luôn trùng xưa hành mãn nhưng mà luôn rất là bận rộn chúng ta uh, đọc lại nha mời mọi người cùng đọc theo mình nào của trai y chào, bao sơ bạn, chào 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 你呢？我在一家电脑公司工作。你是什么时候当记者的？两年前我辞了原来的工作，当了记者。当记者一定很自由吧？记者工作很有意思。

Tăng chi <laughs> trở ý tính hẳn chư ba. công ý sư, tan chủ sư hình mạng. Kế tiếp nữa, xin mời mọi người chúng ta cùng xem cái uh, đoạn văn ngắn. Đoạn văn ngắn có cái tên là Sen quan qua sân rư. Sen quan là quang huyện. qua sân rư là đón sinh nhật. Đón sinh nhật. Cụ sử hô, tức là uh, ngày xưa, uh, Ngày xưa, ngày xưa gì đó, dù cơ sen quan qua sân dù có sen quan qua sân có một vị quan huyện đón sinh nhật. Xa bên tờ rễn, những người thuộc cấp hoặc là những người bên dưới, quay là thảo hảo chủ rễn, quay là thảo hảo chủ rễn, thảo hảo vì để lấy lòng chủ nhân. Quay là thảo hảo chủ rễn, chứ đạo chủ rễn sơ sủ sủ ta. Chứ đâu chủ rễn sư 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 ta và biết là chủ nhân của mình là tuổi con chuột. Sư sư ta. Cho là chứ đâu là y chứ chín lão sụ xung cày sen quan. Chứ đâu là y chứ chín lão sụ xung cày sen quan. Chứ đây là bèn. Cho là chứ là y chứ chín lão sụ là làm một con chuột. Mà con chuột bằng vàng chín lão sụ. Chứ là y chứ chín lão sụ sung cày sen quan. Tặng cho cái vị hoan nguyện đó, hoan nguyện đó. Sen quan che qua chín lão sủ. Sen quan che qua chín lão sủ. Cái vị quan huyện đó che qua là nhận lấy. Chín lão sủ là con chuột vàng. Sử vân cao xiên. Cao xiên là vui. sử vân cao xiên. À, vô cùng vui mừng. Sử vân là mười phần. Tức là bằng với phây sản. Cái nghĩa nó mạnh như vậy. sử vân cao xiên. Tiền thổ số. Tiền thổ số là gật đầu và nói. Hảo, hảo, à, À, thật là hay hoặc là hay quá hay quá gì đó hoặc phu rển bị quá xèo dĩ xuê hoặc phu rển bị quá xèo dĩ xuê phu dân của ta bị quá xèo dĩ xuê nhỏ hơn ta một tuổi xù niễu ta à, là tuổi à, tuổi con trâu miễn nẹn tha qua sân rứa tờ sử hồ miễn nẹn tha qua sân rứa tờ sử hồ năm sau khi bà ấy đón sinh nhật của sân rứa tờ sử hồ hoan diễn thì mình lại hơi chịu Hoan diễn thì mình lại hơi chịu, có nghĩa là mừng mọi người đến uh, uống rượu. Tức là chúc mừng hoặc là chào mừng mọi người đến hoặc là mời mọi người đến uống rượu. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xen quan qua sân rơ. Cụ sở hô. Dù có xen quan cua sân rơ. Quê là thảo hảo chủ rễn. 知道主人是属鼠的，就做了一只金老鼠送给县官。县官接过金老鼠，十分高兴，点头说：“好，好。”我夫人比我小一岁，属牛的。 明年他过生日的时候，欢迎你们来喝酒。县官过生日，古时候有个县官过生日，下边的人为了讨好主人，知道主人是属鼠的，就做了一只金老鼠送给县官。县官接过金老鼠，十分高兴。 Tên thổ số Hảo Hảo Hòa ta Mình nền ta qua sân rư ta sử hô Hoan yên nì mân lại hơ Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 5 trên 6 của bài 20. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp.